quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới Quý Mão, các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đón hơn 30.000 lượt du khách đến du xuân tham quan chiêm bái, tạo không khí sôi động khác hẳn thời điểm Tết năm trước. Du khách đến Hưng Yên chủ yếu đi lễ chùa, vãng cảnh, trải nghiệm các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh, tìm hiểu các di tích lịch sử như đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông ở thành phố Hưng Yên, chùa Nôm ở huyện Văn Lâm, đền Đậu An ở huyện Tiên Lữ. Ngoài ra, du khách còn đến tham quan, vui chơi tại một số điểm du lịch nổi bật như Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt và khu đô thị Eco Park. Ước tính qua 5 ngày Tết, các điểm du lịch đón trên 30.000 lượt du khách, chủ yếu là khách nội địa, doanh thu ước đạt trên 25 tỷ đồng. Sau 2 năm hạn chế mở cửa đón du khách để phòng chống dịch, năm nay cơ bản các di tích, đơn vị chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch. Việc bán theo giá niêm yết, hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc, hình ảnh du lịch của Hưng Yên được quảng bá rộng rãi.